Và chúng ta nhiệt liệt chào đón lắm hoa của dòng và chúng ta hướng về di ảnh ạ. Em ơi cho một cái micro nào. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy thần tổ. Không nơi nào là không có hậu duệ của dòng họ Vũ Võ. Trong tiếng kèn âm vang bất khuất, hòa tiếng chuông rồi sẽ đêm đen đưa ta đi khắp mọi miền trên thế giới, mang trong mình dòng Vũ Võ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đại diện cho các đoàn nên thắp hương. Nhưng anh Văn Phi Châu bảo là em là con họ Vũ, cho nên là tức là làm kế thừa, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ. Sau đấy là họ người mà muốn phát triển doanh nghiệp, muốn giúp đỡ, tôi sẵn sàng đưa những cái ý kiến của mình đó là theo dòng tộc mình. Mình đừng có đưa mình ra vào ngày hôm ta khá đông đủ để có đến quý vị lời chào thân ái và đoàn kết. Trước hết thì là đúng là hôm nay là ngày rất là trọng đại của dòng họ Vũ Võ chúng tôi ở trên đất Đức và ở châu Âu. Cái việc mà bà con anh em tín nhiệm bầu ra một cái ban đại diện của Hội đồng dòng tộc Vũ Võ Việt Nam ở trên đất Đức cũng như bầu tôi làm trưởng họ làm cho tôi rất là xúc động, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu có một cái tổ chức tương đối là chuẩn rồi, là để làm sao chúng tôi sẽ kết nối với bà con anh em dòng họ chúng tôi ở trên đất Đức cũng như ở trên đất châu Âu. Nhiệm vụ này tất nhiên là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ trong cái thời gian vài năm thì chắc chúng tôi sẽ hoàn thành được cái công việc kết nối dòng họ rộng rãi hơn.